Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về bài toán tính chiều dài, chiều rộng của một cái hình chữ nhật. Thì ở đây nè, thứ nhất nè, các bạn phải nhớ, thứ nhất nè, nhớ, nhớ, thứ nhất nè, đó là công thức liên quan về chu vi hình chữ nhật bằng. Thì mình viết gọn nha các bạn, chu vi hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân nhân 2. Nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Nếu dài là mét thì rộng phải là mét. Dài là cm thì rộng phải là cm. Ok chưa ạ? Thứ hai, để giải quyết bài này thì các bạn phải hiểu chỗ này. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Đó, hiểu chỗ này. Ok chưa ạ? Đó. Rồi thì hay khi gặp bài toán có lời văn thì các bạn nên tóm tắt. Rồi thì đề bài cho như sau: chu vi 50 m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng, tính chiều dài chấm hỏi đơn vị là mét, tính chiều rộng đơn vị là mét. Ok chưa? Rồi thì ở đây các bạn cần nhớ chỗ này thôi. Nếu các bạn giải quyết được chỗ này các bạn giải quyết được. Rồi mình nháp nè, nháp. Rồi chiều dài gấp 4 lần chiều rộng, ý nó là chiều dài bằng 4 lần chiều rộng, là dài bằng dài nè, mình viết gọi là dài bằng 4 lần lần rộng. Vậy nếu rộng là 1 phần thì dài mấy phần à? Dài 4 phần, bởi vì 1 phần nhân 4 ra 4 phần. Vậy rộng 1 phần, rộng 1 phần thì dài sẽ là 4 phần. Ok chưa? Rồi, khi các bạn đã biết chỗ này rồi thì các bạn tính nửa chu vi giúp lợi. Để chi? Tính nửa chu vi để chi? Thì các bạn tính trước nha. Mình giải nè. Giải. Nửa chu vi hình chữ nhật là, mình viết tắt nha các bạn, sẽ bằng chu vi chia 2, đó là 50 chia 2 bằng 25 m. Khi có nửa chu vi thì các bạn phải biết nửa chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng bằng 25. Đây, mở tính đây. Rồi thì rộng mấy phần à? 1 phần nè. Dài mấy phần à? 4 phần. Vậy dài cộng rộng là hết bao nhiêu phần à? 1 cộng 4 bằng 5 phần. Vậy mình tính số phần bằng nhau của chiều dài và chiều rộng. Các bạn đừng viết tắt nha các bạn, là viết tắt cho lẹ thôi. Rồi vậy mình sẽ lấy là số phần của chiều rộng là 1 nè, cộng số phần của chiều dài là 4 nè, ra mấy phần à? 5 phần. Vậy 5 phần này là bao nhiêu mét ạ? Là 25 m. Vậy ta muốn tính chiều rộng thì các bạn phải nhớ chiều rộng mấy phần ạ? Chiều rộng 1 phần. Vậy ta lấy 25 nè, chia cho 5 nè. Đây nè, là số mét của 1 phần nè. Số mét của 1 phần. Mà chiều rộng mấy phần ạ? 1 phần thì nhân 1. 25 chia 5 được 5, nhân 1 được 5 m. Tương tự chiều dài hình chữ nhật là sẽ lấy 25 chia 5, đây là số mét của 1 phần nè, nhân với số phần của chiều dài là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu ạ? Là 4. Vậy ra bao nhiêu ạ? 20 m. Được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn khuyên. Các bạn phải nhớ đáp số nha các bạn. Đáp số. Đáp số.
Được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.